Chào tất cả các em, rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học của ngày hôm nay, bộ môn tin học lớp 8. Thì trong cái tiết học ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu cho các bạn một phần mới của bộ môn tin học lớp 8, là chương 2, phần mềm học tập. Ở trong phần mềm học tập này thì các bạn có 3 bài. Tuy nhiên theo chương trình giảm tải thì các bạn chỉ học một phần mềm, đó là phần mềm Anatomy. Vậy phần mềm Anatomy là gì? Thì trong bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ đi tìm hiểu. Thì như các bạn biết là trong bộ môn sinh học, giải phẫu cơ thể người thì ta thường dùng hình ảnh hoặc mô phỏng để quan sát các bộ phận cơ thể để sinh động hơn. Vậy thì theo em với mô hình như vậy thì ta có thể làm được gì? Vậy thì trong bộ môn tin học thì có phần mềm nào mà chúng ta có thể quan sát về các cái bộ phận trên cơ thể người? Thì ở trong bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu các bạn, đó là bài 10, làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy. Thì trong cái bài 10 này thì nội dung cần tìm hiểu đây các bạn có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là quan sát các hệ giải phẫu cơ thể người, ví dụ hệ xương, hệ cơ, hệ thần kinh, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, hệ sinh dục. Nội dung thứ hai đó là khám phá chức năng của một số bộ phận cơ thể người. Chúng ta vào phần thứ nhất đó là giới thiệu về phần mềm. Thì mục đích của phần mềm này là gì? Là giúp quan sát, khám phá các chức năng của hệ giải phẫu trong cơ thể người một cách trực quan hơn, hỗ trợ tốt cho bộ môn sinh học trong việc giải phẫu. Để khởi động phần mềm thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Để khởi động phần mềm có hai cách. Cách thứ nhất là sau khi cài đặt thì các bạn thấy ở trên màn hình nền sẽ biểu tượng là hiển thị ra một cái đầu người và có cái chữ là Anatomy ở dưới. Thì để khởi động được cái phần mềm này, cách một đó là các bạn sẽ nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền. Cách thứ hai đó là các bạn sẽ vào nút lệnh Start, vào All Program và Anatomy và chọn Anatomy. Khi đó thì cái phần mềm sẽ được hiển thị ra. Và màn hình chính của phần mềm ở đây gồm có hai nút lệnh, đó là nút lệnh Learn là học và nút lệnh Exercise là bài tập. Và chúng ta nháy nút lệnh Learn để vào xem và học chi tiết về giải phẫu cơ thể người. Đây chính là cái màn hình chính của Anatomy. Nhất, Learn đây là học. Thứ hai đó là Exercise, đây là bài tập. Thì ở đây các bạn sẽ nháy vào cái nút lệnh Learn này. Chúng ta vào từng chi tiết của bài học. Vậy khi các bạn nháy vào nút lệnh Learn thì các bạn chúng ta thấy rằng nó sẽ hiển thị ra cái hình 2.1 là các hệ giải phẫu cơ thể người. Thứ nhất đó là hệ hô hấp, thứ hai là hệ tuần hoàn, thứ ba là hệ tiêu hóa, thứ tư là hệ bài tiết, thứ năm là hệ thần kinh, thứ sáu là hệ xương, thứ bảy là hệ cơ và thứ tám là hệ sinh. Vậy thì để vào chủ đề hệ xương thì ta thực hiện thao tác như thế nào? Thì để vào biểu tượng cái hệ xương thì các bạn sẽ nháy chuột vào cái biểu tượng có dòng chữ đó là skeletal system, tức là biểu tượng hình bàn tay gồm các cơ xương để tìm hiểu về hệ xương của người. Và khi các bạn nháy vào cái biểu tượng hình xương đó thì một bộ cái mô phỏng hình bộ xương của con người sẽ được hiển thị. Và trên cái bộ xương này thì ở bên tay trái của màn hình thì các bạn thấy là có 3 nút lệnh. Nút lệnh thứ nhất đó là nút quay về màn hình. Nút lệnh thứ hai đó là nút quay về màn hình lớn tức là học. Nút lệnh thứ ba đó là nút lệnh bổ sung, tức là bổ sung thêm một số cái về cơ hoặc là về xương đó. Về hệ xương thì ở đây các thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng thì sẽ được như sau. Thứ nhất đó là dịch chuyển mô hình lên trên hoặc xuống dưới màn hình. Thì đây các bạn sẽ kéo thả chuột theo chiều thẳng đứng để có thể di chuyển cái mô hình lên xuống trên màn hình. Thao tác thứ hai đó là xoay mô hình xung quanh trục của mình. Thì các bạn kéo thả chuột theo chiều ngang từ trái sang phải và ngược lại. Tức là các bạn sẽ giữ con chuột trái và các bạn sẽ kéo sang ngang hoặc kéo sang phải để các bạn có thể xoay quanh cái trục, cái mô hình đó xoay quanh trục, các bạn có thể nhìn mô hình đằng trước và mô hình đằng sau của bộ xương. Thao tác thứ ba đó là phóng to thu nhỏ hình mô phỏng. Thì ở đây các bạn di chuyển nút tròn trên thanh trượt hoặc dùng nút cuộn của chuột, tức là ở phía dưới cái mô hình xương nó sẽ có một cái nút tròn, các bạn có thể thu nhỏ bằng cách kéo xuống hoặc phóng to cái mô hình bằng cách kéo đi lên. Các thao tác trực tiếp ở trên hình mô phỏng thì ở đây các bạn có thể thực hiện đó là gì? Dịch chuyển mô hình lên xuống, xoay mô hình xung quanh trục, phóng to thu nhỏ mô hình, đấy chính là các thao tác trực tiếp. Vậy bằng các thao tác trên thì em có thể xem chi tiết một phần hay bộ phận nào của hệ xương con người mà khám phá. Thế thì
Để thực hiện nó thì ở đây đó là chúng ta có thể bổ sung thêm các hệ khác vào hệ mô phỏng. Để thêm các hệ khác vào hệ mô phỏng thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Đó là trong quá trình quan sát các hệ của con người thì ta thấy hiển thị thêm các hệ khác. Để thực hiện hiển thị thêm thì các bạn sẽ nháy chuột vào cái nút lệnh đó là dấu cộng và chọn hệ cần xem. Nháy chuột vào biểu tượng cần bổ sung để xem đồng thời các hệ trên mô hình trên trên hình mô phỏng. Và ở đây có thể chọn nhiều hệ cùng một lúc bằng cách đó là chúng ta nháy chuột chọn và các hệ được chọn sẽ đổi màu ở trên chọn. Phần thứ ba của hệ xương đó là quan sát chi tiết các hệ giải phẫu cơ thể người. Thế thì muốn quan sát chi tiết các bộ phận cơ thể người thì ta nháy chuột vào cái bộ phận mà muốn quan sát. Bộ phận này sẽ đổi màu và muốn hủy chọn thì ta nháy chút chuột vào bên ngoài cái khu vực có mô phỏng. Và sau khi tìm hiểu xong một bộ phận nào đó thì các bạn có thể ẩn cái bộ phận này khỏi mô hình. Đây, các bạn quan sát ở trên màn hình cho cô. Thông tin bổ sung. Đây, các bạn nháy vào cái biểu tượng này gọi là cài đặt ấy. Thì các bạn sẽ cài đặt thông tin bổ sung. Tìm hiểu chức năng của bộ phận đang được chọn. Tức là các bạn nháy vào cái xương lồng ngực thì nó sẽ hiển thị ra chức năng này. Nháy vào xương vai, xương tay, xương đầu, xương cổ, xương chân thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái chức năng. Thứ ba đó là ẩn bộ phận đang quan sát đi. Các bạn muốn ẩn cái bộ phận nào quan sát thì chúng ta sẽ nháy vào biểu tượng hình tròn này. Và cấu tạo của xương và khớp ở đây nó chỉ ra rất là rõ. Ba hệ cơ. Để thực hiện thao tác về hệ cơ thì các bạn sẽ nháy chuột vào cái biểu tượng là Muscular Strand để tìm hiểu về hệ cơ của con người. Về chức năng thì có chức năng co giãn làm cho cơ xương chuyển động. Hệ cơ gắn liền với xương nên khi tìm hiểu hệ cơ thì ta nên cho hiển thị cùng với hệ xương để có thể quan sát được chính xác hơn. Tức là các bạn thấy rằng cái hệ cơ thì nó nằm với cả hệ xương. Vậy thì để tìm hiểu rõ hơn hệ cơ thì các bạn phải cho hiện đồng thời cùng với hệ xương thì các bạn mới quan sát được cái hệ cơ và hệ xương nó được liên quan với nhau như thế nào. Cơ thể người có khoảng 600 cơ tạo thành hệ cơ. Cơ đầu cổ gồm có cơ mặt, cơ nhai, cơ quay cổ. Cơ thân gồm có cơ ngực trước và cơ liên sườn. Cơ chi trên thì có cơ đai vai, cơ cánh tay, cơ cẳng tay, cơ bàn tay. Cơ chi dưới thì có cơ đai hông, cơ đùi, cẳng chân và bàn chân. Cơ thì có nhiều hình dạng khác nhau, ví dụ như hình tấm, hình lông chim, hình nhiều đầu và nhiều thân, vân vân. Và điển hình nhất đó là cơ bắp hình thoi. Cơ bắp hình thoi thì nó nằm ở đùi và ở tay của các bạn. Hệ tuần hoàn. Để thực hiện được cái thao tác quan sát hệ tuần hoàn thì các bạn sẽ nháy chuột vào biểu tượng có dòng chữ Circulatory System, tức là biểu tượng hình quả tim, để tìm hiểu về hệ cơ của con người. Chức năng hệ tuần hoàn với cơ quan chính là tim giúp lưu thông máu đi khắp cơ thể để lên từng tế bào. Tim người thì được chia làm hai phần, đó là vách ngăn trái và vách ngăn phải. Và mỗi bên lại chia làm hai, hai ngăn trên gồm tâm nhĩ, hai ngăn dưới gồm tâm. Các bạn hãy quan sát đường đi của máu trong cơ thể, tức là nó luân chuyển và luân chuyển thực hiện qua tim. Vòng tuần hoàn lớn. Hai các bạn quan sát cho cô nhá, đó là gì? Từ tim thì nuôi đi ra để hai bên phổi, được chưa? Mô phỏng hoạt động của một hệ là chức năng rất đặc biệt của phần mềm. Chức năng này sẽ đưa ra một bộ phim hoạt hình mô tả chi tiết toàn bộ hoạt động của hệ tuần hoàn trong cơ thể người. Và ta nháy chuột và nút lệnh, có nút lệnh hai hình tròn và có dấu ở đây, tức là thực hiện cái việc mô phỏng. Vậy hệ tuần hoàn hoạt động nhờ sự hút máu từ các tĩnh mạch tống ra để chuyển vào các động mạch. Và theo thứ tự nó cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng vào cơ thể và thải ra những chất thải. Tim của con người thì đập khoảng 100 lần trong một ngày. Và đấy là đối với khi mà con người làm việc bình thường. Còn khi mà con người làm việc nặng hoặc quá sức thì cái số nhịp tim đập này nó sẽ cao hơn là 100 nhịp. Hệ tuần hoàn của tim thì chú ý đến những âm thanh, đó là những tiếng trống ngực. Những nhịp tim thì xuất phát từ hai sự chuyển động, đó là co thắt và nghỉ ngơi. Hãy nghỉ ngơi trong phút tiếp theo và cố gắng đếm nhịp tim của bạn. Tức là các bạn có thể nghỉ ngơi trong một vài phút, sau đó các bạn có thể đặt tay lên
lên trên ngực và các bạn có thể đếm cái nhịp tim của mình. 1 phút thì nó đập được bao nhiêu nhịp. Và đây đó là chúng ta đang ở tâm thất trái. Và chúng ta có rất nhiều công việc để làm. Ví dụ như hệ tuần hoàn vận chuyển bằng oxy trong máu thông qua các động mạch chính và được gọi là động mạch chủ. Hệ tuần hoàn. Để thực hiện được cái thao tác quan sát hệ tuần hoàn thì các bạn sẽ nháy chuột vào biểu tượng có dòng chữ circulatory system. Bây giờ thì chúng ta băng qua một tĩnh mạch. Hãy nhìn vào những van. Quan sát ở trên màn hình các bạn thấy van này. Chúng ngăn máu đến từ phía sau và đưa vào tâm nhĩ phải và các tĩnh mạch tạo lên một vòng tuần máu. Khi chúng ta băng qua tâm thất phải và đi đến động mạch phổi thì chúng sẽ mang chất khử oxy máu. Tại đó thì máu tự làm đầy oxy và giải phóng khí carbolic và chúng sẵn sàng trở về tim sau đó đưa về tâm. Và cấu tạo của xương và khớp ở đây nó chỉ ra rất là rõ. Đó là bài 10, làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm anatomy. Ngoài không khí. Hệ hô hấp gồm các bộ phận nào? Đó là gồm khoang mũi, yết hầu, thanh quản, khí quản, phế quản và phế nang. Trong khi quan sát thì các bạn cũng có thể sử dụng chức năng mô phỏng để xem cái hoạt động của hệ hô hấp. Tức là các bạn sẽ vào cái hoạt động hô hấp, các bạn quan sát xem là cái hoạt động hô hấp nó thực hiện như thế nào. 6. Đó là hệ tiêu hóa. Để vào chủ đề hệ tiêu hóa thì các bạn sẽ nháy vào cái biểu tượng đó là có cái dạ dày, đúng không? Biểu tượng dạ dày để tìm hiểu về hệ tiêu hóa của con người. Thế thì hệ tiêu hóa dùng để làm gì? Hệ tiêu hóa thì có chức năng tiếp quản thức ăn từ miệng và tiêu hóa hấp thụ biến thức ăn thành năng lượng để đi luôn khám phá. Thế thì để thực hiện nó thì ở đây đó là chúng ta có thể bổ sung thêm các hệ khác vào hệ mô phỏng. Để thêm các hệ khác vào hệ mô phỏng thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Thực quản tay của các bạn. Của con người. Hệ bài tiết có chức năng thải chất độc ra bên ngoài cơ thể. Hệ thống này bao gồm thải CO2 thông qua hít thở hay là thải mồ hôi qua da và thải nước qua thận. Hệ thống bài tiết thì bao gồm các bộ phận đó là gồm có hai quả thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và đái. Đây là mô hình về cái hệ bài tiết. 8. Đó là hệ thần kinh. Hệ thần kinh thì các bạn sẽ nháy con nó có các dây thần kinh thì các bạn nháy chuột vào cái biểu tượng đó để tìm hiểu về cái tuần hoàn của con người. Vậy thì hệ các bộ phận chính liên quan đến hệ thần kinh bao gồm não, tủy sống, các dây thần kinh. Hệ thần kinh của con người thì được chia làm hai phần, đó là hệ thần kinh trung ương gồm não và tủy sống. Hệ thần kinh ngoại biên thì gồm có các dây và mạch thần kinh tỏa đi khắp cơ thể. Và phần mềm mô tả chức năng mô phỏng hoạt động của một phản xạ thần kinh đó là thần kinh không điều kiện. Tức là khi các bạn bị đau thì các bạn thực hiện phản xạ không điều kiện là các bạn rụt tay lại luôn. Chưa? Cái này thì thực ra là các bạn học ở trong bộ môn sinh học thì rất là nhiều và được giới thiệu rất là rõ. Còn về trong cái bộ môn tin học ở đây thì các bạn tìm hiểu đây gọi là một phần mềm để hỗ trợ các bạn quan sát cái quá trình về
các hệ trong bộ phận cơ thể của con người. Các bạn có thể nháy trực tiếp vào, các bạn có thể xoay đằng trước, đằng sau để các bạn quan sát các cái bộ phận và quan sát cái quá trình hoạt động trong cơ thể của con người. Ở đây đó là các mô thần kinh gồm ở trên não. Hệ thống bài tiết thì bao gồm các bộ phận